4 việc cần làm để đảm bảo an toàn cho trẻ em khi đi ô tô. Và ở ngoài kia thì rất nhiều bậc cha mẹ quên mất đấy nha. Đầu tiên là chốt cửa an toàn. Khóa trẻ em thì xe nào cũng có, di chuyển cái là chốt lại cho nó chắc. Cứ nhiều vụ đang đi, các bé mở cửa ra rất là nguy hiểm luôn nhé. Thứ hai, hãy sắm ghế ngồi riêng cho các bạn nhỏ, đặc biệt là những bạn dưới 10 tuổi, bởi vì ghế ô tô và dây đai an toàn thì đều được thiết kế dành cho người lớn và nó không phù hợp với kích thước của trẻ em. Nếu trong trường hợp không may xảy ra va chạm thì nó không hoàn toàn đảm bảo đủ an toàn cho các bạn nhỏ đâu nha. Thứ ba là sử dụng chốt khóa để không cho mở cửa từ bên trong. Đây là tính năng mà hầu hết xe ô tô nào cũng có. Khi gạt vào chốt này, cửa xe không thể mở từ bên trong. Và cuối cùng là không cho các bé ngồi lên bệ thì tay hay thò đầu ra ngoài cửa. Xe có cửa sổ trời thì cũng không được thò đầu lên khi xe đang di chuyển nhé. Các ông bà bố mẹ nên lắp thêm những sản phẩm hỗ trợ lái xe an toàn để có thể hạn chế tối đa những va chạm tai nạn giao thông không đáng có nhé. Đơn cử như chiếc màn hình Android U-Tour này tích hợp tới 8 tính năng hỗ trợ lái xe an toàn nâng cao chuẩn ADAS cực kỳ xịn sò, tiêu biểu như cảnh báo tiền va chạm, giữ khoảng cách an toàn, cảnh báo rạch làn đường, hạn chế tối đa được các tai nạn giao thông có thể xảy ra với chính bạn cũng như gia đình của bạn. Tóm lại, giao thông trên đường vô cùng phức tạp và đảm bảo an toàn là trên hết nhá. Mọi người còn có lưu ý gì khác khi lái xe hãy cùng để lại ý kiến ở bình luận phía dưới. Và em là Trường Giang đến từ Timas Việt Nam. Follow em để biết thêm nhiều mẹo hay về sử dụng xe nhé.